Chào mừng quý vị các bạn đến với ván đấu của hai danh thủ Vương Đình Nhất và Triệu Quốc Vinh. Trong ván đấu này, danh thủ Vương Đình Nhất là người cầm quân đỏ quyền đi trước và danh thủ Triệu Quốc Vinh là người cầm quân đen đi sau. Đây là ván đấu được diễn ra vào năm 2015 trong giải cờ tướng giáp cấp niên tái. Để bắt đầu ván đấu thì danh thủ Vương Đình Nhất anh sử dụng khai cuộc pháo đầu với nước pháo 2 bình 5 và danh thủ Triệu Quốc Vinh đối lại bằng khai cuộc bình phong mã lên mã 8 tấn 7. Vương cũng mã 2 tấn 3 và Triệu bình 7 tấn 1. Vương ra xe 1 bình 2 và Triệu ra xe 9 bình 8. Tới đây thì Vương đưa xe quá hà với đất xe 2 tấn 6 và Triệu triển khai thế trận bình phong mã với đất mã 2 tấn 3. Vương đi bình 7 tấn 1. Và Triệu pháo 8 bình 9. Với khai cuộc bình phong mã thì đa số các danh thủ tới đây họ sẽ thường lựa chọn cái biến đó là pháo 8 bình 9, bình pháo mới đổi xe. Tới đây danh thủ Vương Đình Nhất không chấp nhận đổi xe mà anh đi xe 2 bình 3 đè mã, tiếp tục duy trì cái áp lực lên cánh trái của bên đen. Triệu pháo 9 thoái 1. Và Vương đi mã 8 tấn 7. Triệu sĩ 4 tấn 5 củng cố trung lộ. Tới đây thì danh thủ Vương Đình Nhất anh đi pháo 8 bình 9. Như trên hình thì chúng ta có thể thấy là tới đây thì danh thủ Vương Đình Nhất đã lựa chọn cái phương án tấn công đó là ngũ kiểu pháo đối với khai cuộc bình phong mã của danh thủ Triệu Quốc Vinh. Sau khi mà Vương bình pháo ra biên thì Triệu đã nhanh chóng xe 1 bình 2 triển khai con xe ở bên cánh phải. Và Vương lúc này cũng xe 9 bình 8. Như trên hình thì chúng ta có thể thấy là tới đây thì hai bên đã triển khai thành cái thế trận đó là khai cuộc của ngũ kiểu pháo đối với khai cuộc bình phong mã. Tất cả hai bên thì các quân chủ lực xe pháo mã đều đã được huy động ra trận. Tới đây thì danh thủ Triệu Quốc Vinh đi và ông đi pháo 9 bình 7. Nước cơ pháo 9 bình 7 này là một nước cơ mà bên đen sẽ trực tiếp tấn công vào con xe ở lộ 3 của bên đỏ để làm giảm áp lực lên cặp pháo mã, cặp song mã và pháo của bên đen. Và danh thủ Vương Đình Nhất anh đi pháo xe 3 bình 4. Tới đây thì danh thủ Triệu Quốc Vinh anh bắt đầu phản công với nước cờ đó là mã 7 tấn 8. Khi bên đen đi nước cờ mã 7 tấn 8 thì đang phục nước cờ tiếp theo đó là binh 7 tấn 1, hoặc có thể phối hợp giữa pháo ở lộ 7 để tấn công vào lộ 3 của bên đỏ. Và danh thủ Vương Đình Nhất anh đi xe 4 tấn 2. Ngoài cái nước cờ xe 4 tấn 2 này thì bên đỏ có một số những cái biến phổ biến khác. Đó là phương án lựa chọn cái nước biến là mã pháo 5 tấn 4. Khi bên đỏ đi pháo 5 tấn 4 thì bên đen sẽ mã 3 tấn 5 và bên đỏ sẽ dùng xe ăn pháo và đoạt hơn 1 tấc đầu. Chúng ta cùng quay trở lại diễn biến thực tế của ván đấu. Khi mà danh thủ Triệu Quốc Vinh mã 7 tấn 8 liên hà thì danh thủ Vương Đình Nhất đã tiến xe 4 tấn 2 xuống để đuổi con pháo ở lộ 7 của bên đen. Tới đây thì danh thủ Triệu Quốc Vinh pháo 7 tấn 5 tấn công như tốt. Ngoài cái nước này thì bên đen cũng có một cái nước biến khác, đó là bên đen sẽ đi pháo 2 thoái 1 để đuổi xe. Sau khi mà bên danh thủ Triệu Quốc Vinh dùng pháo chiếm tốt đang đe dọa đánh tượng đáy của bên đỏ thì danh thủ Vương Đình Nhất anh đã đi tượng 3 tấn 1, vừa chạy khỏi cái tầm truy kích của pháo đen, đồng thời khi mà lên tượng thì cũng ngăn cản được cái sự tiến công của con tốt đen của bên đỏ lộ 7. Và tiếp tục tới lượt bên đen đi thì danh thủ Triệu Quốc Vinh lúc này anh
đi pháo 2 tấn 4, tạo thành cái hình thế đó là song pháo quá ha. Và vương mã 7 tấn 6. Ngoài cái biến mã 7 tấn 6 này thì có một cái biến cũng khá là phổ biến mà các danh thủ thường sử dụng trong các giải đấu đỉnh cao, đó là cái biến bên đỏ sẽ lựa chọn đi cái nước cờ là binh 5 tấn 1 để mục đích tiếp theo đó là thoái con xe về kèm cặp song pháo của bên đen. Sau khi mà danh thủ vua nhất lựa chọn cái nước biến đó là mã 7 tấn 6 thì danh thủ Triệu Công Vinh ông lại thoái mã về với nước mã 8 thoái 7. Mục đích của bên đen khi mà thoái mã về thì là bên đen đang mở ra một cái đường cho con xe ở lộ 8 có thể tiến lên để phối hợp với các quân để tấn công. Tới đây thì danh thủ vua nhất anh ấy đi sĩ 4 tấn 5. Mục đích của nước cờ sĩ 4 tấn 5 này của bên đỏ đó là bên đỏ tiếp theo sẽ đi binh 5 tấn 1 để có thể thoái con xe ở lộ 4 về truy kích cặp song pháo của bên đen. Và đến lượt bên đen đi, danh thủ Triệu Công Vinh đi xe 8 tấn 5, anh trực tiếp tiến xe lên và truy kích vào con mã lộ 6 của bên đỏ. Tới đây như hình cờ chúng ta thấy là bên đỏ rất là khó đi con mã. Nếu như bên đỏ mà di chuyển con mã này thì sẽ rất là khó khăn và có thể dẫn đến thất thế dành cho bên đỏ. Bởi vậy mà trong cái ván đấu này, tới đây hình cờ này thì danh thủ vô địch nhất anh đã đi một nước cờ rất là hay, đó là binh 5 tấn 1. Với nước cờ binh 5 tấn 1 này thì chúng ta đã thấy là trước đó bên đỏ đã chuẩn bị một nước cờ đó là sĩ 4 tấn 5. Thì đây cũng là một cái nước cờ mà rất là hợp lý dành cho bên đỏ. Bên đỏ chấp nhận hy sinh tốt và có thể tạo ra hình thế đổi quân. Tới đây thì đến lượt bên đen đi, danh thủ Triệu Công Vinh. Anh đi xe 8 binh 5. Bên đỏ lúc này danh thủ vừa đến nhất thoái xe về. Đang dùng song xe truy sát song pháo của bên đen. Và tới lượt bên đen đi thì danh thủ Triệu Công Vinh ông đã tiếp tục đó là đi pháo 2 tấn 2. Tới đây thì bên đen cũng không vội ăn quân bởi vì quân mã thì cũng không thể chạy đi đâu được. Với nước cờ pháo 2 tấn 2 thì bên đen lại càng làm cho cái sự hoạt động của con xe ở lộ 8 của bên đỏ bị hạn chế. Và tới đây thì bên đỏ đi, danh thủ vua địch nhất anh cũng chưa vội ăn quân mà anh lại đi nước cờ đó là binh 7 tấn 1. Đây cũng là một nước cờ rất là hay dành cho bên đỏ. Và danh thủ Triệu Công Vinh lúc này ông bắt đầu về ăn quân. Sau khi bên đen đi xe 5 bình 4 để ăn quân thì bên đỏ danh thủ vua địch nhất cũng đi xe 4 bình 3 ăn lại pháo. Ở cái hình cờ trước đó, tới đây danh thủ vua địch nhất cũng có thể xem xét một cái biến khác, đó là bên đỏ chưa vội ăn pháo mà đi bình 7 tấn 1. Thì cái khi mà bên đỏ đi bình 7 tấn 1 thì cũng sẽ dẫn thêm một con tốt sang sông. Tuy nhiên là tới đây thì bên đen có thể đối phó bằng cách đó là bình pháo 2 bình 3 để mời đổi quân. Chúng ta cũng quay trở lại diễn biến tiếp theo của ván đấu. Khi mà bên danh thủ vua nhất dùng xe ăn pháo thì danh thủ Triệu Công Vinh lúc này ông cũng không vội ăn con tốt ở lộ 3 mà ông lại đi nước cờ đó là binh 7 tấn 1. Và danh thủ vua nhất không dùng tượng ăn lên mà lại chạy xe. Hoặc là cũng không dùng xe ăn lên mà chạy xe. Danh thủ vua nhất đi xe 3 bình 4. Và từ đây thì danh thủ Triệu Công Vinh tiếp tục dùng tốt để truy kích xe. Hai bên liên tục là những cái nước dờn đuổi qua đuổi lại. Trong cái hình cờ này, nếu như mà bên đỏ không đồng ý ăn quân mà chạy qua chạy lại như thế này thì sẽ là một cái hình cờ hòa.
Trong luật cờ thi đấu thì cái quân tốt này có thể đuổi bất kỳ một cái quân khác và đuổi liên tục. Sau khi mà không chấp nhận ăn quân thì danh thủ vô địch nhất đã đổi biến và chuyển xe 3 bình 7. Tới đây thì danh thủ Triệu Công Vinh mới dùng tốt 3 tấn 1 để tiêu diệt con tốt đỏ. Và Vương lúc này cũng xe 7 tấn 2 cũng dùng xe để chém con tốt ở lộ 3 của bên đen. Lúc này bên đỏ đang dùng xe truy kích mã và danh thủ Triệu Công Vinh ông đi xe 2 tấn 2 dùng xe để bảo vệ mã. Vương tiếp tục là chuyển xe 7 bình 3. Vẫn là một lực cờ tiếp tục là truy kích vào mã và tốt của bên đen. Vương lúc này lại tiếp tục nhảy mã lên với nước mã 3 tấn 4 và dùng xe ở lộ 2 bảo vệ mã lộ 7. Và tới đây thì Vương thứ nhất chưa vội ăn quân mà anh lại nhảy mã 3 tấn 5 dùng xe và mã để truy kích vào con mã lộ 4 vừa tấn lên hà của bên đen. Và danh thủ Triệu Công Vinh chuyển mã 4 tấn 6. Tới đây thì Vương bắt đầu mới dùng mã chém tốt với nước mã 5 tấn 3. Tới đây thì tới lượt bên đen đi và danh thủ Triệu Công Vinh ông đã đi xe 4 thoái 1 để mời đổi quân. Và danh thủ vẫn nhất chấp nhận phải đổi quân, hai bên đổi xe. Và đến lượt bên đỏ đi. Thì lúc này bên đỏ pháo đầu không có tác dụng, do đó danh thủ vô địch nhất đã rời pháo đầu ra để truy kích vào cái cánh trái của ở lộ 7 của bên đen. Và danh thủ Triệu Công Vinh mã 7 thoái 9 chạy mã đồng thời bảo vệ con tượng đáy. Và Vương pháo 3 thoái 1 dùng pháo và xe để truy kích vào con pháo ở lộ 2 của bên đen, buộc bên đen phải di chuyển pháo. Lúc này bên đen mới pháo 2 thoái 3. Lúc này Vương tiếp tục đóng pháo đầu với nước pháo 9 bình 5. Triệu voi 3 tấn 5 lên tượng để củng cố trung lộ. Đồng thời có sự liên kết của cặp song tượng tạo cái sự an toàn và cho con tượng đáy ở lộ 7. Vương lúc này mới đi xe 8 tấn 2 tấn xe lên để có thể làm thông đường xe. Triệu xe 2 bình 3. Lúc này Triệu rời xe để chiếm một cái lộ số 3. Vì con pháo ở lộ số 2 lúc này đã có căn mã, do đó mà Triệu không phải dùng xe để trông pháo nữa, mà ông rời xe ra để thoát cô, đồng thời chiếm một cái lộ hạn chế tầm hoạt động của con xe của bên đỏ. Tới đây thì danh thủ Vương Nhất anh đã mã 3 thoái 5 dùng mã để truy kích mã đối phương và hai bên chấp nhận đổi quân. Sau khi đổi quân thì tới đây thì đến lượt bên đen đi và danh thủ Triệu Công Vinh ông đã đi nước mã 5 tấn 3. Từ một cái nước cờ mã 5 tấn 3 này, đây là một nước cờ mà bên đen cũng xử lý trong cái tình huống là cận giờ, do đó mà nước cờ cũng không được chính xác. Quay trở lại hình cờ trước đó, nếu nước cờ chính xác ở đây bên đen có thể xem xét cái nước cờ đó xe 3 tấn 1. Dùng xe tấn 1, xe 3 tấn 1 để bảo vệ cái hàng tốt của bên đen. Chúng ta cùng quay trở lại diễn biến thực tế của ván đấu khi mà danh thủ Triệu Công Vinh nhảy mã 5 tấn 3 thì danh thủ vô địch nhất đã ngay lập tức anh điều xe từ cánh trái chuyển sang bên cánh phải với nước xe 8 bình 2. Khi mà bên đỏ đi xe 8 bình 2 thì đang đe dọa tiếp theo đó là tiến xuống để bắt chết con mã lộ 9 của bên đen. Do đó buộc bên đen phải xử lý con mã này. Và danh thủ Triệu Công Vinh đã đi mã
9 tấn 7. Với mục đích đó là dùng xe và pháo để quay bắt chết con mã này, thì danh thủ Võ Nhất tiếp tục tiến pháo lên để hạn chế tầm hoạt động của con mã và tạo ra cơ hội cho bên đỏ tiếp theo có thể đi xe 2 tấn 3 bắt chết mã. Và đến đây thì danh thủ Triệu Quốc Vinh sau khi suy tính thì ông đã lựa chọn phương án đó là bỏ mã, tiến xe lên để đoạt xong tốt. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể xem một vài cái diễn biến trong trường hợp mà bên đen cố tình mà giữ mã, thì bên đen sẽ có các nước cờ đó là dùng mã để bảo vệ liên kết cặp song mã với nước cờ đó là mã 3 thoái 5. Nếu như tới đây bên đỏ tiến xe tấn công mã thì bên đen có thể thoái mã về để tạo sự liên kết cặp song mã. Bên đỏ tiếp tục mà bình pháo 5 bình 3 để tấn công vào mã và tượng, thì bên đen lúc này sẽ lên sĩ hoặc là đi tượng 7 tấn 9. Tới đây thì bên đánh theo cái hướng này thì bên đen sẽ chấp nhận đó là mất tượng, thì bên đỏ sẽ dùng xe đoạt tượng. Chúng ta cùng xem xét thêm một cái biến khác. Đó là cái biến mà bên danh thủ Triệu Quốc Vinh bên đen chạy tượng với nước là tượng 7 tấn 9. Thì tới đây thì bên đỏ cũng vẫn sẽ tiến xe xuống để uy hiếp đánh mã. Và bên đen sẽ đi voi 5 tấn 7. Hôm nay bên đỏ bình pháo 3 bình 2 vẫn đang đe dọa là dùng xe đánh tượng của bên đen. Bên đen bình xe qua lộ 6 thì bên đỏ vẫn dùng xe chém tượng. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là qua hai cái biến vừa xem thì chúng ta thấy là bên đen khi mà giữ quân, chấp nhận giữ mã thì sẽ bị gãy tượng. Và trong một cái hình cờ mà bên đỏ còn tới song pháo thì bên đen danh thủ Triệu Quốc Vinh ông sau khi suy tính thì ông đã chấp nhận đó là phế mã để đoạt tới song tốt và vẫn đảm bảo là vẫn có song tượng để chống đối lại với bên đỏ khi mà bên đỏ còn có tận song pháo. Tiếp tục diễn biến của ván đấu thì danh thủ Võ Nhất đi xe 2 tấn 3 tấn công vào con mã ở lỗ 7 của bên đen. Và bên đen đã chấp nhận phế mã, do đó danh thủ Triệu Quốc Vinh đã đi xe 3 bình 1 đoạt tốt. Vương này cũng dùng xe chém mã. Triệu tiếp tục chém thêm một con tốt nữa của bên đỏ. Từ đây chúng ta có thể thấy là bên cờ của bên đỏ, lúc này thì bên đỏ còn có song pháo và xe, đối lại với bên đen đó là còn có xe mã và ba tốt. Tới đây thì danh thủ Vua Lớn Nhất anh đã đi pháo 5 bình 4. Nước cờ pháo 5 bình 4 này thì bên đỏ đang đe dọa tiếp theo sẽ là tiến pháo xuống cửu để chia cắt ngăn cản cặp tượng để có thể phối hợp mở xe pháo tấn công vào con tượng đáy của bên đen. Phát hiện ra ý đồ của bên đỏ thì Triệu Quốc Vinh đã bình xe để ngăn cản đường tiến xuống của bên pháo đỏ. Lúc này Vương dùng pháo 3 bình 9 tiêu diệt một con tốt của bên đen. Nếu như mà bên đỏ không kịp thời mà tiêu diệt hàng tốt của bên đen thì cũng sẽ rất là khó khăn và cũng sẽ rất là nguy hiểm. Do đó Vương đã tranh thủ dùng pháo để tiêu diệt tốt của bên đen. Lúc này danh thủ Triệu Quốc Vinh lại thoái mã về truy kích pháo đỏ, và Vương lại một lần nữa tiện tay dùng pháo chém thêm một con tốt nữa của bên đen. Tới đây thì chúng ta có thể thấy là hai bên đã trở ra một cái hình cờ đó là xe song pháo có ba quân chiến đánh với bên còn xe pháo mã. Lúc này Triệu tiếp tục lao mã xuống để tấn công, dùng đe dọa là dùng mã chém pháo đuổi pháo để đánh hòa. Tuy nhiên là danh thủ Vua Lớn Nhất
Anh đã bình pháo sang lộ số 6, cản đường tiến của con mã đen, đồng thời thoát khỏi cái vị trí mà bên đen có thể đổi quân. Và Triệu lúc này bình xe sang lộ số 9, truy kích pháo và tượng của bên đỏ. Và tới đây thì danh thủ Vương Đình Nhất chấp nhận phế tượng, bỏ lại tượng, và anh đi pháo 1 bình 4. Triệu này dùng xe chém tượng. Sau khi bên đỏ dùng xe chém tượng thì Vương cũng thoái xe về để đuổi cái con mã bên đen khỏi lộ cái lộ số 4 của bên đen, để có thể giải tỏa cái vấn đề là con mã uy hiếp nhảy xuống chiếu thì bên đỏ có thể hoạt động được con pháo ở cái lộ số 6. Triệu này thoái mã về và Vương thoái pháo về đáy. Hai bên tiếp tục điều quân. Thì Vương lúc này sẽ tập trung quân đánh vào bên cánh trái của bên đen, đó là tập trung vào cái cặp song tượng của bên đen. Phát hiện ra ý đồ của bên đỏ thì bên đen danh thủ Triệu Quốc Vinh tiếp tục bình xe vào ngăn cản đường tiến xuống của con pháo ở lộ 4 của bên đỏ. Và Vương lúc này đưa pháo 4 bình 3, đang có ý đồ đó là dùng song pháo để dọa đánh bí bên đen. Triệu lúc này mới tượng 7 tấn 9. Vương tiếp tục là bình xe sang lộ số 7. Hai bên tiếp tục những cái nước điều quân, và Vương liên tục đưa ra những cái nước điều quân để làm khó dành cho bên đen. Bên đen lúc này mới mã 3 tấn 4. Sau khi mà bên đen đi mã 3 tấn 4 thì Vương lại pháo 9 bình 7, mở ra một cái hướng tấn công dành đối với bên đen, đó là chuyển sang bên cánh tấn công ở bên cánh phải của bên đen. Lúc này Triệu xe 4 bình 7 đang truy kích pháo của bên đỏ, và Vương pháo 3 bình 4. Triệu này lại thoái mã. Vương tiếp tục lại bình pháo vào, và Triệu xe 7 thoái 1. Vương voi 7 tấn 5. Triệu thoái tượng. Vương pháo 3 bình 4. Triệu mã 3 tấn 5. Và Vương xe 7 tấn 1. Lúc này danh thủ Triệu Quốc Vinh, ông lại không hồi mã về mà ông lại đi bình 5 tấn 1. Và ngay lập tức thì danh thủ Vương Đình Nhất đã lợi dụng là con tốt khi bên đen tấn lên cản trở con xe ở bên cánh trái, thì bên đỏ có sự phối hợp của xe pháo tấn công vào cánh phải của bên đen. Danh thủ Vương Đình Nhất tiến pháo xuống đáy, đang đe dọa là tiến xe xuống chiếu tướng. Và tới đây thì danh thủ Triệu Quốc Vinh liên tục đưa xe truy kích pháo. Qua những lớp cái nước cờ mà liên tục bên đen đuổi con pháo của bên đỏ, thì đây là một nước cờ mà trong các cái luật thi đấu thì một quân chỉ đuổi một quân, không được quá 6 nước. Tuy nhiên là tới đây thì danh thủ Vương Nhất, sau khi anh đã tính toán thì anh đã tiến xe xuống, không tiếp tục chạy mà tiến xe xuống chiếu tướng. Lúc này buộc bên đen phải thoái sĩ về, và bên đỏ rời xe sang lộ số 8. Tới đây thì bên đen mà lên sĩ để không cho bên đỏ có thể dùng pháo vật vào trong sĩ. Và danh thủ Vương Đình Nhất sau khi đã tính toán kỹ thì anh đã đưa pháo lên để bình vào trung lộ, dọa đánh sĩ. Lúc này danh thủ Triệu Quốc Vinh thoái xe về truy kích pháo. Tuy nhiên là danh thủ Vương Đình Nhất vẫn tiếp tục đi pháo 3 bình 5. Bên đỏ đang dùng pháo. Bên đen lúc này chúng ta có thể thấy là bên đen không thể tùy tiện dùng xe
ăn vào pháo, bởi vì bên đỏ sẽ có được chưa rút và bắt xe. Tới đây thì bên danh thủ Trịnh Công Vinh tiếp tục thoái mã về để truy kích pháo và danh thủ Lê Nhất cũng được cờ rất hay, đó là anh đi pháo 5 tấn 2 chém sĩ. Trong hình cờ này thì bên đen cũng không thể tùy tiện ăn tướng lên, bởi vì bên đỏ sẽ có nước xe 8 thoái 1 chiếu bí. Và tiếp tục danh thủ Triệu Công Vinh tiến mã lên, thì lúc này vương mới bình pháo sang lộ số 6. Chúng ta có thể thấy là sau khi một loạt các đòn vận quân thì danh thủ Vương Lê Nhất đã chiếm được một sĩ của bên đen. Khi mà chiếm được một sĩ của bên đen thì cơ hội dành cho bên đỏ rất là cao, còn sĩ còn lại rất khó có thể giữ được. Chúng ta cùng xem tiếp diễn biến của ván đấu. Tới đây thì danh thủ Triệu Công Vinh ông đã đi tướng 5 tấn 1 và bên đỏ danh thủ Vương Lê Nhất thoái pháo về. Tới đây thì danh thủ Triệu Công Vinh bình tướng sang lộ số 6, thì vương lúc này dùng xe chém luôn sĩ. Tới đây thì bên đen lại vào tướng và danh thủ Vương Lê Nhất pháo 6 bình 7 đang dùng xe truy kích cái con mã ở lộ số 4 của bên đen. Tới đây thì danh thủ Triệu Công Vinh lại thoái mã về và vương lại bình xe sang lộ số 8. Tới đây thì danh thủ Triệu Công Vinh đang dùng xe để ép xe vào pháo, cô cặp xe vào pháo của bên đỏ. Và vương lại bình pháo sang lộ số 2. Lúc này Triệu lại phi mã xuống, vương thoái pháo về để phòng thủ đường chiếu của con mã đen. Và lúc này bên Triệu đưa tốt 5 sang sông, vương thoái tượng. Và lúc này thì Triệu lại tiến xe lên. Và danh thủ Vương Lê Nhất lúc này là xe 8 thoái 1 chiếu tướng, buộc tướng đen phải đi xuống. Sau những cái nước cờ liên tục chiếu và điều quân, và danh thủ Vương Lê Nhất lại điều quân sang bên cánh phải. Lúc này danh thủ bên đen, danh thủ Triệu Công Vinh không thể tùy tiện dùng xe ăn pháo, bởi vì bên đỏ sẽ có con pháo ở lộ số 2 sẽ tấn 8 và chiếu tướng và bắt xe. Do đó danh thủ Triệu Công Vinh không thể ăn pháo. Triệu này với tượng 7 tấn 9 và vương pháo 9 bình 8. Hai bên lại liên tục là những cái nước cờ dờn đuổi. Đây là những nước cờ mà được phép đuổi quân, tuy nhiên là không được quá 6 lần. Trong các ván đấu khi mà các danh thủ đánh như các giải thì thường là sẽ có các mỗi một nước đi sẽ có tích lũy thời gian. Khi mà đánh như tàn cuộc thì thời gian còn rất ít. Nhờ có những cái nước cờ liên tục đuổi quân hoặc là chiếu thì sẽ giúp các danh thủ có thêm thời gian để tích lũy vào đồng hồ thi đấu. Và danh thủ Triệu Công Vinh này bắt buộc phải đổi biến, thì ông đã đi tượng 9 tấn 7. Vương tiếp tục dùng xe chuyển sang bên cánh trái truy kích con mã của bên đen, buộc bên đen phải rơi mã. Và lúc này thì vương thoái pháo về, sử dụng cặp song pháo thoái về để bảo vệ và cũng lấy ngòi để tấn công. Liên tục thì bên đỏ dùng xe truy kích mã và hạn chế tầm hoạt động của con mã đen. Tới đây thì danh thủ Vương Lê Nhất anh lên được sĩ, và khi mà lên được sĩ thì chúng ta có thể thấy là pháo của bên đỏ lúc này lại phát huy tác dụng, đó là pháo có ngòi và sẽ rộng đường cho tướng của bên đỏ. Tiếp tục là sau khi mà treo cặp sĩ lên thì chúng ta thấy là bên đỏ, hình thế của bên đỏ sẽ
rất là thuận lợi. Bên đen liên tục chuyển xe qua lại, nhưng mà bên đỏ lúc này đã có pháo ở lộ số 4, thế cho nên bên đen không thể tiến xe xuống để chiếu tướng được, đánh bí được. Sau khi mà bên đỏ giành thủ vắng nhất rời tướng sang lộ số 6 là để mở đường cho con pháo ở lộ 4 có thể bình 5 chuyển pháo vào trung lộ để phối hợp tấn công vào con trung lộ của bên đen. Danh thủ Triệu Quốc Vinh thoái mã, và vương lúc này cũng thoái tượng với mục đích là không cho con tốt của bên đen có cơ hội để có thể tiến xuống được. Liên tục là những cái nước cờ điều quân khiến cho quân mã của bên đen khó có thể tiến công. Bên đen lại tiếp tục thoái mã. Lúc này vương mới bình xe vào trung lộ. Và Triệu tiếp tục tiến mã lên. Vương xe 5 tấn 1. Lúc này thì bên danh thủ vương nhất đang dùng xe truy kích mã và tượng của bên đen. Do đó danh thủ Triệu Quốc Vinh tiếp tục phải chạy mã. Và ông đi mã 3 tấn 1. Vương lúc này điều quân một nước cờ rất hay, đó là anh pháo 6 bình 5. Sử dụng phối hợp song pháo và xe để tấn công. Tới đây thì danh thủ Triệu Quốc Vinh đi xe 1 bình 4. Và đến đây thì danh thủ vô địch nhất xe 5 tối 2. Và sau khi đánh ra nước cờ này thì danh thủ Triệu Quốc Vinh đã buông cờ nhận thua. Tới đây thì chúng ta có thể xem xét là vì sao mà bên danh thủ Triệu Quốc Vinh lại buông cờ nhận thua. Bởi vì nếu như đánh tiếp thì bên đen sẽ có 2-3 cái hướng như sau. Đó là dùng xe ăn sĩ, hoặc là thoái xe về, hoặc là dùng xe ăn xe. Với cái biến mà dùng xe ăn xe thì đương nhiên là bên đỏ sẽ vật pháo lên chiếu tướng, đang dùng cặp pháo lồng để chiếu, buộc bên đen phải rời tướng và bên đỏ sẽ bình pháo ra và tạo ra thế chiếu bí. Do đó trong trường hợp mà bên đen lại lựa chọn cái phương án khác, đó là dùng xe chém sĩ, thì bên đỏ cũng sẽ bình pháo ra để ngăn cản. Bên đỏ vẫn đang tiếp tục đe dọa dùng xe chém tượng, hoặc là có thể bình xe ra để bắt xe của bên đen. Tới đây thì bên đen cũng sẽ thua. Còn trong trường hợp mà bên đen không chém sĩ mà lựa chọn cái phương án thứ ba, thoái xe về, thì tới đây thì bên đỏ có nước là bình xe sang để chiếu tướng bắt xe thì cũng sẽ thua. Như vậy chúng ta vừa theo dõi cái ván đấu cực hay của hai danh thủ Vương Thứ Nhất và Triệu Quốc Vinh. Ván đấu được diễn ra vào năm 2015 trong giải cờ tướng giáp cấp liên tái. Video bình luận ván đấu đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các ván đấu tiếp theo.